Hoàng Phi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 4 và kính chúc quý vị có một ngày bình yên. Thưa quý vị, tin tức đầu tiên là liên quan đến Việt Nam với ông cựu giám đốc công an Hải Phòng là ông Đỗ Hữu Ca, người đã một thời từng hét ra lửa và bây giờ ngày hôm nay dân tình người ta thấy là ông Đỗ Hữu Ca tóc từ nhiên bạc trắng và bước ra hầu tòa trong cái phiên xét xử ngay tại Quảng Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 20 năm cho đến trung thân tên tuổi ông Đỗ Hữu Ca cũng xin nhắc lại với quý vị một chút là gắn liền với những cái phát ngôn mô tả cái vụ cưỡng chế đàn áp gia đình những người nông dân mà bị cướp đất là ông Đoàn Văn Vương đó tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hồi năm 2012. Đây, đây là gương mặt đã từng thét ra lửa trước đây. Sau vụ đàn áp đó thì ông Ca nói đây là một trận đánh đẹp có thể ghi thành sách và ông Đỗ Hữu Ca cũng đã từng được ông Trần Đại Quang khi còn là bộ trưởng công an đã phong quân hàm thiếu tướng vào hồi năm 2014, chỉ có vài tuần trước phiên xét xử phúc thẩm ông Đoàn Văn Vương. Và bây giờ trở lại với cái câu chuyện mà ngày hôm nay ông bị truy tố. Trong câu chuyện này có hai vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã bị xử về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ thì ông Đức đó đã bỏ trốn và sau đó nhờ vợ của mình đến gặp ông Đỗ Hữu Ca lúc này là vừa mới nghỉ hưu để nhờ chạy án. Theo đó thì vợ chồng ông Đức đã bốn lần đưa tiền cho ông Ca tổng cộng số tiền là 35 tỷ là tương đương khoảng 1 triệu tư đô la Mỹ. Tuy nhiên sau khi cầm tiền xong rồi nhưng mà ông ca không có làm bất kỳ một động thái nào hết và ông Đức thì vẫn bị vô tù. Bà vợ thấy vậy thì sốt ruột đi đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để xin lấy lại tiền nhưng mà bị ông ca chửi bới đuổi về và ức bực vợ chồng ông Đức đã tố cáo ra công an. Thì ngay tối uh, năm tháng 12 năm 2023, công an đã ập vào nhà ông Đỗ Hữu Ca ngay trong nửa đêm để mà đưa ra lệnh bắt giữ và khám xét. Và cũng ngay tại cái bữa tối khám xét tại nhà riêng của người từng là giám đốc công an của Hải Phòng, thì giới chức người ta thấy là có 40 sổ đỏ, rồi cùng lượng lớn tiền và ngoại tệ trang sức đã bị tịch thu. Ông ca khai số tài sản này có được là nhờ tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, rồi bố mẹ để lại, rồi quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của hai vợ chồng. Thì tại tòa ngày hôm nay, ông Đỗ Hữu Ca nhận là có 4 lần cầm tiền, tổng cộng như chúng tôi thưa là 1 triệu tư đô la Mỹ. Nhưng mà ông phủ nhận cái cáo buộc là mình nhận tiền để hứa chạy án mà chỉ nhận tiền là có mục đích cứu người em bằng cách là khắc phục hậu quả mà thôi ông ca nói thêm là sau khi ông nhận tiền đó thì ông cất đi thậm chí cũng không có kiểm đếm và khi nhận thấy tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang điều tra nên đã chủ động nộp lại và không hề có ý định chiếm đoạt số tiền này không biết là tòa án viện kiểm sát và dư luận có tin vào những lời ông ca nói hay không đó là câu chuyện đầu tiên liên quan đến việt nam một câu chuyện khác thưa quý vị uh, nếu những người mỹ gốc việt đang sinh sống tại mỹ đây từng có những cái thắc mắc rằng là những người mà như chúng ta mà di dân đến Mỹ đó những người ngoại quốc sống tại Mỹ thì họ sẽ tập trung sống tại những tiểu bang nào ở Mỹ đây cuộc thống kê dân số đã có câu trả lời cho chúng ta thưa quý vị hơn một nửa những người ngoại quốc đang sinh sống ở Mỹ tập trung chỉ có 4 tiểu bang thôi trên 50 tiểu bang đó là California Texas Florida và New York. Ý thứ hai theo cái bản phúc trình mà cục cơ quan thống kê dân số đưa ra thì những người nhập cư có độ tuổi trung bình bây giờ ngày càng lớn hơn, tuổi trung vị bây giờ là 46.7 tuổi. Ý thứ ba, những người ngoại quốc hay những người nhập cư được học hành nhiều hơn trong vòng 12 năm qua và cụ thể là từ năm 2010 cho đến năm 2022 tỷ lệ người nhập cư mà có ít nhất là lấy bằng trung học đã tăng từ 2 phần 3 cho đến 3 phần 4 và năm 2022 có khoảng hơn 46 triệu dân nhập cư đã đến Mỹ, chiếm gần 14% dân số và số người ngoại quốc tăng 10% ở hầu hết các cái tiểu bang. Thì như chúng tôi nói là California, là New York, là Florida, Texas là người nhập cư chiếm hơn 20% dân số mỗi tiểu bang. Như vậy thì câu hỏi tiếp theo, trong số những người nhập cư đến Mỹ hiện nay mà tập trung ở bốn tiểu bang đó đó thì đến từ khu vực nào? Thì đây thưa quý vị, từ châu Mỹ Latin là nhiều nhất và trong đó người Mexico thì giảm khoảng 1 triệu, còn người Nam Mỹ và Trung Mỹ thì tăng lên là 2 triệu mốt. Người Á Châu thì sao? Nếu như trước đây á, á Châu tăng chỉ có chiếm khoảng 1 phần tư, chiếm khoảng 1 phần tư trong số dân nhập cư đến Mỹ thì bây giờ là tăng lên là 1 phần ba trong 12 năm vừa qua. Còn người gốc Phi Châu á, thì từ 4% trăm tăng lên 6%. Trong bản phúc trình này không nói là trong số những người nhập cư, nãy giờ chúng tôi thưa quý vị, thì có bao nhiêu người nhập cư bất hợp pháp. Đó là cái chi tiết rất là quan trọng và chi tiết cuối cùng là hầu hết những người nhập cư đang sống ở Mỹ, họ cũng đã cố gắng để có quốc tịch, nhiều nhất là Âu Châu và Á Châu. Tỷ lệ nhập quốc tịch là 2 phần 3 trong số những người nước ngoài đang sống tại Mỹ. Đó là một cái chi tiết rất là quan trọng trong bối cảnh chính phủ đương nhiệm là ông tổng thống Biden đang gặp một trong những cái vấn đề hàng đầu và là một cái thử thách rất là lớn trong cái giai đoạn ông đang chuẩn bị để bước vô cuộc bầu cử, đó là vấn đề di dân. Di dân kinh tế là một trong những vấn đề mà cử tri Mỹ hiện nay đang đặt lên hàng đầu và sẽ cân nhắc rất là nhiều trên cái lá phiếu của mình vào ngày 5 tháng 11 sắp tới nhưng nói với chuyện di dân tổng thống biden thưa quý vị ngày hôm nay ông tuyên bố là ông đang cân nhắc và tìm đủ khả năng có thể là tự ý đóng cửa biên giới của mỹ và mexico hay không giữa cái bối cảnh hiện nay là cái lực lượng cái lượng số lượng lớn những cái di dân đang đổ dồn về biên giới và gây ra cái tình trạng quá tải như thế này và ông biden nói là ông đang tìm cách là xem mình có cái thẩm quyền mà không cần xin phép quốc hội hay không. Thực ra vào cái giai đoạn năm ngoái đó thưa quý vị, Thượng viện đã từng cho phép ông Biden được đóng cửa biên giới khi mà số di dân vượt lên đến 5.000 người một ngày Tuy nhiên, luật đó đã không có được thông qua tại Hạ viện và Tòa Bạch Ốc thời gian qua đã cân nhắc rất nhiều những biện pháp hành pháp nhưng thường xuyên bị tòa bác bỏ hoặc là bị các cái tiểu ban kiện. Nói một cách khác là chính phủ của ông Biden khá là bị bó tay trói tay trói chân trong vấn đề này. Nhưng ông Bộ trưởng Nội An Mayorkas hiện nay đang đối diện với những cái rắc rối rất là lớn. Ngày hôm nay, ngay tại Quốc hội, ông đang phải điều trần và để giải đáp trước các nhà lập pháp những cái vấn đề về biên giới và khủng hoảng di dân. Và có lẽ một cái vấn đề khác mà ông Biden cũng đau đầu đó là chuyện kinh tế. Nếu như mà từ giữa năm ngoái cho tới bây giờ thì chúng ta thấy là ông Biden nhận những cái tin tức rất là tốt về nền kinh tế, ví dụ như là lạm phát giảm, thị trường lao động thì vững chắc và có thêm nhiều việc làm mới được được được, được đưa vô thị trường và nó chứng tỏ là người dân có việc làm và vẫn còn thu nhập. Nhưng mà thưa quý vị, niềm vui chẳng tày gan. Khi mà vào sáng ngày hôm nay, một cái tin rất là bất lợi cho nền kinh tế của nước Mỹ và bất lợi rất là nhiều trong cái nỗ lực của ông Biden đang thuyết phục cử tri Mỹ về cái việc lãnh đạo của ông đối với nền kinh tế. Đó là lạm phát theo Bộ Lao động công bố vào sáng ngày hôm nay lại tăng nữa giá cả tiêu dùng trong tháng 3 tăng 3.5% so với tháng 3 năm ngoái và cái mức tăng này nó cũng cao hơn lạm phát của tháng 2. Nếu như tháng 2 là 3.2% thì bây giờ là 3.5% và là mức tăng hàng năm cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Và mặc dù giá xăng và chi phí nhà cửa chiếm hơn một nửa trong mức tăng này, nhưng mà giá cả vào hồi tháng 3 đó theo Bộ Lao động cho biết là tăng hầu hết tăng đều ở tất cả các lĩnh vực. Và chính vì cái điều đó, cái bản báo cáo này đã làm cho thị trường chứng khoán ngay lập tức bị hít liền và nó sụt giảm rất là nhiều thưa quý vị. Chỉ số Dow Jones mất 1 chấm sụt giảm 1.4%. SP 500 giảm 1.2%, còn Nasdaq thì giảm 1.1% ở thời điểm chúng tôi đang thưa quý vị. Nhiều nhà đầu tư đang lo ngại là lạm phát cao thì nó sẽ dẫn đến điều gì? Nó sẽ dẫn đến ngân hàng trung ương sẽ cân nhắc cái việc là cắt giảm lãi suất. Nhiều nhà đầu tư và cả người dân Mỹ đang Ghi vọng là cơ quan này sẽ giảm lãi suất vào hồi tháng 6 là bởi vì lãi suất bây giờ quá cao từ 5.25% cho đến 5.5% cao nhất trong vòng 20 năm nó làm cho người dân Mỹ bó tay bó chân trong cái việc đi mua nhà đi mượn nợ mua xe hoặc là thậm chí trả tiền nợ tín dụng cho nên với cái chỉ số ngày hôm nay phải nói nó là một bất lợi rất là lớn đối với chính phủ đương nhiệm của ông Biden và trong bối cảnh đó đó thưa quý vị nào là lạm phát rồi nào là thâm hụt ngân sách của chính phủ mỹ rồi nào là những cái xung đột hiện nay trên thế giới nhìn đâu nhìn ở châu lục nào cũng có xung đột từ châu âu châu á cho đến trung đông trung đông câu chuyện do thái và bên phía palestine cũng là một cái bài toán rất là khó đối với ông Biden thế giới đang rất là bất ổn và chính vì điều đó mà người dân có nhu cầu tích trữ vàng chẳng những người dân mà ngân hàng trung ương của các nước đều đổ xô tích trữ vàng trong đó đứng đầu là bên phía Trung Quốc trở lại với người dân của nước Mỹ thưa quý vị cũng đang có nhu cầu tích trữ vàng mua vàng rất là lớn nó dẫn đến chuyện là vào mùa hè năm ngoái Costco bắt đầu đưa ra cái sản phẩm mới đó là bán vàng dù chỉ là bán vàng cho những cái khách hàng là thành viên của mình mà thôi. Ngân hàng Wells Fargo ngày hôm nay đưa ra cái dự đoán ước tính là Costco nhờ bán vàng như thế này nè mà họ đã đạt được những cái doanh thu có thể là lên đến 200 triệu đô la Mỹ mỗi tháng thưa quý vị. Đó là con số doanh thu khủng khiếp của Costco và cái giá của Costco bán vàng á, cho một ao á, là khoảng 2.357 đô la Mỹ và người dân và đặc biệt là những thành viên của Costco đó đã đổ xô mua vàng và nó cũng đẩy cái giá vàng hiện nay trên thị trường đã lên rất là nhiều. Đó là câu chuyện liên quan đến cơm áo gạo tiền. Và bây giờ chuyển sang câu chuyện liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị. Quý vị biết là ông Trump đang vướng vô rất nhiều những cái rắc rối về pháp lý. Nhiều lần chúng tôi thưa là ông đang rất là bận rộn, vừa đi ra các cái tiểu bang, các cái cuộc vận động để gặp gỡ cử tri, thuyết phục hãy bỏ phiếu cho tôi đi, rồi vừa phải nhảy ra tòa trong những cái vụ kiện tụng khác nhau. Và quý vị biết không là vào năm sau nè, thậm chí là sau cái bầu cử tổng thống nè dẫu cho có thể là thắng cử và trở thành tổng thống của nước mỹ hoặc là thất cử thì ông Trump sẽ có thể đối diện với một cái phiên tòa mới, một phiên tòa mới toanh và theo chánh án đã đưa ra phán quyết là vào ngày hôm qua đó, phiên tòa này sẽ diễn ra là vào tháng 4 năm 2025, một lần nữa sau bầu cử tổng thống, nếu như ông Trump đắc cử thì ông có thể là sẽ trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của nước Mỹ mà phải ra tòa để mà cung cấp lời khai phiên tòa gì trong một cái vụ mà ông trump đã kiện hãng truyền thông abc news và người dẫn chương trình là josh stephanopoulos về tội phỉ bán. Ông nói rằng là người an cơ này cũng như là ABC News để đưa ra những cái lời nhận định mà nó vừa sai trái, có chủ ý và hãm hại và có cái giả tâm rất là xấu để mà bôi nhọ uy tín của ông. Cớ sự là vì sao? Là vào hồi ngày 10 tháng 3 vừa qua thưa quý vị, người host của chương trình This Week đã có một cái cuộc phỏng vấn với lại dân biểu Nancy Mace ở bên phía đảng Cộng Hòa. Thì lúc đó đó, Ông uh, uh, George là người uh, anchor của chương trình đã đặt câu hỏi với bà Nancy May nói rằng là làm sao mà bà vẫn có thể là tiếp tục ủng hộ ông Trump được cơ chứ khi ông ấy đã hãm hiếp bà ký giả Jean Carroll. Và chỉ, chính vì lý do đó mà ông Trump đã kiện ABC News cũng như là người anchor của chương trình bởi vì ông Trump đối với cái vụ ký giả Jean Carroll thì ông đã bị thua trong hai cái vụ kiện ở vụ kiện thứ nhất là 5 triệu đô la Mỹ và ở vụ kiện thứ hai thưa quý vị 83 triệu đô la Mỹ. Nhưng mà ở vụ kiện thứ nhất đó thì tòa chỉ khẳng định rằng là ông có tấn công tình dục chứ không có khẳng định là ông đã hãm hiếp cô ký giả Jean Carroll năm xưa. Ở vụ kiện thứ hai là về tội bà ký giả nói rằng ông Trump đã bôi nhọ và phỉ bán danh dự của bà như quý vị đã biết. Cho nên vì cái câu hỏi này nè mà bây giờ ABC News đang vướng vô rắc rối và tòa thì nói là sẽ diễn ra là vào ngày 7 tháng 4 năm 2025 trong vòng 2 tuần. Nhưng mà hiện nay đó thì luật sư của hai bên đang đứng ra để tìm kiếm xem có thể dàn xếp hay không. Nếu không thì như chúng tôi nói, nếu mà thua cử thì thôi, nhưng nếu đắc cử làm tổng thống, ông Trump sẽ là tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ đầu tiên mà sẽ ra tòa và cung cấp những cái lời khai đó là câu chuyện liên quan đến ông. Nhưng có lẽ một câu chuyện khác đã trở thành breaking news của ngày hôm nay về một tay chân vô cùng thân tính của cựu Tổng thống Trump, thưa quý vị, đó là ông Alan Weisenberg. Vào sáng ngày hôm nay, ông giám đốc tài chính của Trump Organization đã giữ những cái vị trí cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo của công ty trong vòng 30 năm đã ra tòa. Ông giám đốc này, 76 tuổi, đã đi nộp mình trình diện trước tòa hình sự ở Manhattan, thưa quý vị. Là bởi vì sao? Vào hồi tháng 3, ông Alan Weisenberg đã thừa nhận là mình nói dối trước bồi thẩm đoàn, nói dối trước ông tòa là ông chánh án Egoron trong cái vụ mà ông Trump đã có những cái gian lận về tài chính. Thì ông Alan Weisenberg là một trong những nhân chứng và cũng trong cái phiên tòa đó, Ông giám đốc tài chính đã nói dối trước tòa là ông không biết gì về cái chuyện là thổi phòng những cái diện tích những cái bất động sản của ông Trump, trong đó có một cái căn penthouse mà chỉ có 10.000 square feet đã được ông Trump thổi phồng lên 30.000 square feet và ông Alan Weisenberg này đã tiếp tay nói dối. Vì lý do đó ngày hôm nay ông đã ra nạp mình trước tòa hình sự ở Manhattan. Chánh án của tòa là Lori Peterson có hỏi ông là ông muốn nói cái gì trước khi mà bị tuyên án hay không ông Alan Wilson nói là no, your honor. Tôi không có gì để nói hết á và bực chánh án đưa ra cái thời hạn là 5 tháng tù thưa quý vị và phải thi hành án ngay lập tức. Và sau đó truyền thông thuật lại là ngay lập tức ông bị còng tay dẫn ra ở phòng phía sau của phiên tòa để bắt đầu nhận cái án tù. Có một cái điều đặc biệt là vào hồi năm ngoái Allen Weinsteinbird cũng đã bị một cái án tù 100 ngày vì trong suốt 10 năm đã tiếp tay để khai những cái bản gian lận về tài chính của công ty Trump Organization và vừa mới ra tù, ngày hôm nay ông giám đốc tài chính của Trump Organization lại phải vô tù một lần nữa. Đó là câu chuyện về liên quan đến cựu tổng thống Trump câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thưa quý vị liên quan đến cuộc gặp gỡ cũng rất là đặc biệt giữa ông chủ tịch trung quốc tập cận bình và cựu tổng thống của đài loan là ông mã anh cửu ngay tại trung quốc và một lần nữa người dân của trung quốc của đài loan và cả người dân thế giới nữa lại được nghe ông tập cận bình lại lên tiếng giáo điều và dạy dỗ ông cựu tổng thống của đài loan là ông mã anh cửu ông tập nói là sẽ không có một cái sự can thiệp nào từ bên ngoài có thể ngăn cản được cuộc sum họp gia đình giữa Đài Loan và Trung Quốc và chắc chắn vấn đề này không có gì cần phải bàn cãi nữa. Ông Mã Anh Cửu đã từng là lãnh đạo của Đài Loan, tổng thống của Đài Loan từ 2008 đến 2016 và đang có chuyến thăm 11 ngày tới Trung Quốc. Và kể từ khi mà chính phủ Trung Hoa Dân Quốc phải chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau một cái cuộc bại trận trong một cái cuộc nội chiến với phe Cộng sản của ông Mao Trạch Đông thì cho đến nay không có một lãnh đạo đương nhiệm nào của Đài Loan đến thăm Trung Quốc. Nhưng mà hồi năm 2015 thưa quý vị, ông Mã đã trở thành lãnh đạo đương nhiệm Đài Loan đầu tiên gặp ông Tập Cận Bình dẫu cho cuộc gặp đó là diễn ra ngay tại Singapore. Thì ngày hôm nay ông lại đến Trung Quốc một lần nữa. Tiếp đón ông ngay tại đại lễ sảnh đường nhân dân ở Bắc Kinh là nơi mà Trung Quốc dùng đón tiếp những cái giới chức lãnh đạo và nguyên thủ của nước ngoài. Ông Tập nói là bây giờ người dân ở cả hai bên eo biển Đài Loan đó thì đều là người Trung Quốc, đều là người một nhà hết. Sự can thiệp từ bên ngoài không thể chặn được xu thế lịch sử và sự sum họp gia đình, không có thế lực nào có thể chia rẽ đôi ta. Chúng ta. Ông Tập không nói rõ chi tiết thế lực bên ngoài là gì. Nhưng ai cũng hiểu, ông đang ám chỉ về chuyện Mỹ thường xuyên bán vũ khí và yểm trợ và nói như lời ông Tổng thống Biden chắc chắn là sẽ yểm trợ với cái ý chí của người dân Đài Loan có muốn phụ thuộc sát nhập vào Trung Quốc hay không thì Mỹ sẽ tôn trọng. Còn nếu như không, Mỹ sẽ sẵn sàng đứng sau lưng hậu thuẫn cho Đài Loan. Và Nhân nói về cái lời dặn dò của ông Tập Cận Bình đối với ông Mã Anh Cửu, ông nói là người Đài Loan đó có đủ trí tuệ để mà giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình và tránh dẫn đến xung đột làm cho người ta nhớ đến lời dặn dò của ông tập cận bình với lại ông chủ tịch quốc hội của việt nam mà ngày hôm qua chúng tôi có đưa tin đó ông tập cận bình cũng có dặn dò chủ tịch quốc hội của Việt Nam là hãy sử dụng trí tuệ chính trị để biết rằng không có nên ngã nghiêng theo cái ngoại giao cây tre hiện nay với các cái thế lực như là Mỹ, như là Nhật, như là Anh như là Úc. Đó là câu chuyện liên quan đến Tập Cận Bình và ông Mã Anh Cửu và nó nói lên một cái vấn đề xung đột hiện nay ở khu vực châu Á và nhất là đối với Tập Cận Bình thì Đài Loan phải thuộc về Trung Quốc và đó là một cái giấc mộng trên gối mà ông Tập Cận Bình chắc chắn là sẽ phải thâu tóm được trong cái sự nghiệp chính trị của mình. Và chính vì điều đó mà người dân của Đài Loan nói riêng và người dân của châu Á nói chung đang phập phòng và sống trong cái sự nơm nớp lo sợ. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.